Đây thì các bạn, mình vừa xong một cái đơn cho một anh khách. Đơn này cực kỳ ngốn nhiều thời gian luôn. Cố gắng làm cho xong. Cuối cùng đã xong nha. Thì đơn này á, cái điều kiện gia công là nó hơi phức tạp một chút, nói chung cũng không phức tạp lắm, nhưng mà cái việc mà chọn một cái module phát xung phù hợp á thì nó hơi khó. Ok, hiện tại mình đang xài sạc vô nha, 400W. Ở đây sẽ có hai cái bảng điều khiển á, một điều khiển sẽ có hai bên công tắc. Một là công tắc sạc vô on, sạc vô off. Off sạc vô tắt ha. Sạc vô on. On lên. On lên xung phát ra nha. Đây nấm chỉnh tốc độ xung. Thì tốc độ đầu ra sẽ có thể thay đổi nha, chỉnh được nhiều. 1870 nè. Mình chỉnh lên đúng không? Nữa, lên được nữa. Thì sạc vô nó chạy rất ổn định nha các bạn. Nó có một cái encoder phía sau nó đếm, chạy cực kỳ ổn định. Có thể lên được chút xíu nữa nha, lên được nữa. Nhưng mà do tốc độ động cơ nó giới hạn 3000 á, mình chỉ chạy tầm 3000 thôi là ok nhất. Ok, và mình chỉnh nhỏ lại. Và một công tắc bên phải á là đảo chiều. Mình sẽ bật nha. Các bạn thấy đảo chiều không? Đảo chiều ha. Đảo chiều lên xuống. Công tắc bên trái là sạc vô on nha. Thì khách sẽ xài, đây là hai sợi dây xung. Khi mình bỏ xung ra, động cơ sẽ không chạy nha. Để mình chỉnh tốc độ cao lên thì các bạn sẽ thấy sự khác biệt nha. Cao lên nữa nha. Khách sẽ dùng một cái timer để điều khiển. Ok, bộ này hoàn thiện nha, dây cái tất cả đều dây tốt hết. Mình cố gắng sử dụng dây tốt để bảo hành 12 tháng cho khách. Bộ này thì sắp tới mình cũng lên một vài bộ để có một vài ý tưởng cho khách hàng trọn bộ. Đây cũng là video test sản phẩm cho khách. Sạc vô off. Sạc vô off xuống không? Thì mình nó không chạy nữa nha. Sạc vô on. Chạy nha. Để làm gì? Để mà khi mình ví dụ như cái băng tải mình cần chỉnh sửa gì đó, mình cần di chuyển nó, chứ mình sạc vô on lên rồi á thì nó cứng ngắc rồi nha. Nó gồng cứng lại nha. Không có ấy được, không có di chuyển với băng tải được. Ở đây là đảo chiều các bạn. Đảo chiều. Đảo chiều, bật lên. Tắt. Sạc vô off. Ok. Thì bộ này bên đây là nguồn gốc vào. Còn đây là đầu ra. Mình đã, tại vì cái điều kiện làm việc của bên khách á, nó có nhiều ẩm, độ ẩm á, thì mình đã tráng keo silicone nha. Ok, bây giờ mình gói mình đi ăn khách hàng. Cảm ơn các bạn đã xem. Khách nào có những ý tưởng liên quan á, thì inbox bên mình nha. Chạy xe vô đúng driver của hãng á, thì các bạn có thể đảm bảo được cái moment xoắn đầu ra và tốc độ chính xác.